Rồi chào các bạn, mình đến vào phút tập pfroshow.com và ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hai cách để chúng ta khử ám vàng ở trong hình của chúng ta. Rồi, nó là khử ám vàng mà thực tế nó là khử ám xanh lá cây, xanh dương, khử đỏ, khử vàng kiểu thế. Thì cái cách làm như thế nào? Hai cách ở đây mình sử dụng stock của bạn Tuấn Vũ ha, rất là đẹp. Thì hai cách của chúng ta, một một cách là thủ công, một cách là nó nhanh gọn hơn. Tuy nhiên cái gì vậy chúng ta biết thêm về cái lý thuyết thì nó ok hơn ha. Rồi ok, cách thứ nhất, cách thủ công. Cách thủ công này á, thì các bạn để ý ở trên hình của chúng ta nó luôn luôn có những cái điểm là điểm trắng, điểm điểm đen và điểm xám. Ba cái màu này hầu như 99% những cái bức hình đều có ba cái điểm này. Tuy nhiên khi mà hình của chúng ta nó bị ám màu á, thì có nghĩa là gì? Thì có nghĩa là nguyên cái hình của chúng ta toàn bộ pixel nó bị ám cái màu vàng. Thì lúc đó màu xám nó không còn là màu xám, màu đỏ không còn là màu đỏ, và màu đen không còn là màu đen. Thì công việc của chúng ta lúc đó là chúng ta sẽ phải tìm cái điểm nào gần màu xám nhất và chúng ta đưa nó về đúng màu xám. Và toàn bộ những cái màu khác, hình chúng ta là một khối mà, thì mình chỉnh về phần màu xám, nhưng mà tất cả hình khác nó cũng theo về đúng cái gam màu như vậy. Ví dụ như là toàn bộ hình chúng ta đang bị ám cộng 2 chẳng hạn vậy, ám vàng cộng 2, ví dụ thế, mình đưa đại con số thế. Thì khi mình tìm cái điểm màu xám, mình giảm 2 đi, thì tất cả những cái màu khác nó sẽ giảm 2, thì lúc đó hình chúng ta nó sẽ về đúng màu, ok ha. Là lý thuyết là đơn giản như vậy. Thì cách làm như sau nè, các bạn sẽ tạo cái layer mới giúp mình. Layer mới ha, mình sẽ bấm Ctrl Shift N ha, và nó sẽ có một cái layer mới ở layer mới này. Rồi tiếp theo mình sẽ vào Edit, chọn Fill, và chúng ta chọn ở phần này các bạn, ở cái content các bạn chọn là 50% gray, 50% xám. Các bạn click vô và ok. Rồi ở đây mình đang, cái công việc của mình đang làm, mình đang tìm cái pixel nào màu xám, gần màu xám nhất ở trong hình của mình ha. Thì mình tạo cái layer màu xám trước, sau đó mình chuyển cái layer màu xám này về một cái blending mode tên là different, có nghĩa là ở cái different này á, những cái màu nào trùng với cái màu mình đang làm là cái màu xám nè, thì nó sẽ là màu đen, còn tất cả màu khác nó đảo ngược màu đó lại. Có nghĩa là đây là gì, điểm nào màu đen nhất ở trên hình này là điểm đó là điểm màu xám. Ok chưa? Là cái cách ta tìm màu xám. Rồi, để cho nó dễ tìm hơn, tại đây mắt mình thì mình không thể nào rõ được, thì đây mình sẽ sử dụng thêm các blending mode khác. Nó tên là Threshold. Đây, blending mode tên là Threshold, không biết đây có bị ẩn cái bị khuất ở dưới hay không. Nhưng mà nó tên là Threshold đây ha. Bạn sẽ tìm thấy ở cái phần cuối cùng á. Rồi, ở bên Threshold này về á thì mình sẽ giảm toàn bộ. Mình đang tìm cái màu đen, mình đang tìm điểm màu đen ở trên hình này, thì các bạn sẽ thấy là ở đây, tại vì hình này bị ám vàng cho nên đúng ra mình cái layer ngay phía dưới này là layer màu xám nè, thì đúng ra nó phải tối hết, nhưng mà thực tế không có, đúng không? Thì đây mình sẽ kéo nó lên và mình sẽ chọn, các bạn sẽ thấy mình đưa lên tí xíu thôi đó, chỉ tí xíu thôi, các bạn sẽ thấy là những cái điểm này màu đen nè. Đó, cái threshold này nó giúp cho chúng ta tìm được cái điểm màu đen ở dưới ha, màu trắng. Màu đen và màu trắng thì dễ nhất. Thì đây mình tìm điểm màu đen. Ok, thì ở đây màu đen này rồi. Thì điểm màu đen đó chính là điểm màu xám. Ok chưa? Nó hơi phức tạp tí mà hy vọng các bạn hiểu khi mà mình dây chuyền từ nãy giờ mình nói. Rồi, ở đây mình sẽ sử dụng một cái công cụ gì đó để đánh dấu lại cái vị trí. Thì ở đây mình sẽ sử dụng cái eyedrop tool, color sampler tool ha. Các bạn click chuột phải cái eyedrop á, cái eyedrop này, click chuột phải vô. Các bạn sẽ thấy có cái color sampler tool. Các bạn click vô. Và đây mình sẽ click đại vào đây, mình giữ cái điểm này lại ha, nó lại. Rồi, sau đó mình bỏ hết hai layer này đi. Thì có thể thấy là đây chính là điểm màu xám. Nhưng mà thực tế nguyên mắt mình nhìn mình không thấy ha. Đây không phải là màu xám. Đây là cái màu xám mà nó hơi ém màu vàng. Ok chưa? Thì bây giờ mình sẽ cần đưa cái điểm này về màu sáng đúng của nó. Mình đã tìm được điểm màu xám gần giống màu xám nhất rồi nè. Và bây giờ mình sẽ làm một cái bước tiếp theo là chúng ta đưa cái điểm này, những cái màu giống như thế này trở về màu xám chính. Thì đây mình sẽ sử dụng cái công cụ level hoặc curve cũng được, mình thích sử dụng level hơn. Rồi ở đây các bạn sẽ click vào cái eyedropper màu xám ở ngay giữa này. Đó, các bạn click vô đây, ở giữa nha, màu xám. Và các bạn đơn giản là click một phát vào ngay giữa cái điểm pixel hồi nãy mình đánh dấu. Thì các bạn có thể thấy là bây giờ màu xám nó về đúng màu xám rồi nè, đúng không? Đó, màu xám nè, nó về đúng màu xám rồi. Thì các bạn nhìn lên toàn hình thì các bạn sẽ thấy là hình của chúng ta nó sẽ ổn hơn cũ rất là nhiều ha. Tuy nhiên đây các bạn sẽ thấy là nó hơi có màu tím đúng không?
Màu tím á, thì nó nghịch đảo với màu xanh lá cây, cho nên mình sẽ vào cái khu vực xanh lá cây này, mình giảm bớt đi tí xíu. Đâu rồi, hồi nãy Ctrl Z lại cái đây, mình sẽ giảm đi tí xíu. Tương tự như vậy, và phần màu xanh mình cảm thấy nó hơi ám màu xanh tí xíu thì có thể là mình giảm tăng giảm màu xanh nó lên cho nó hợp lý. Đó rồi, mình cảm thấy như thế này nó ok. Đó thì đây là trước này đang bị ám màu này, và đây là sau, đây là trước, đây là sau, đúng không? Màu xám trở về màu xám, và toàn bộ những cái toàn bộ hình của ta nó sẽ được trừ màu đi hoặc là cộng trừ như thế nào đó để tất cả về cùng một màu đúng. Ok chưa? Thì đó là kỹ thuật đơn giản. Đó. Rồi cái eyedrop này ngứa mắt quá, các bạn click qua lại cái eyedropper sampler tool này, các bạn click vào chữ clear all thì nó bỏ hết đi ha. Thì nó sẽ mất cái đánh dấu của chúng ta đi là xong. Thì đó là cách thứ nhất. Ok chưa? Đó là cách thứ nhất. Rồi, cách thứ hai là mình sẽ giữ cái cách thứ nhất lại. À, mình sẽ giữ cái cách thứ nhất lại. Đây chính là cái cách thứ nhất này. Mình đặt tên là cách 1 cho các bạn dễ hình dung so sánh. Rồi, mình nhân đôi background lên. Cách thứ hai ha. Mình sẽ sử dụng cái camera raw. Camera raw, các bạn vào filter, chọn camera raw filter. Và ở trong này á, các bạn để ý cho mình hai chỗ thôi. Thứ nhất là cái histogram, cái thứ hai là thanh temperature và thanh thin, là hai chỗ ha. Là cái histogram là cái ở trên này, và cái ở dưới là temperature và thin ha. Rồi các bạn để ý cho mình, ở trên histogram á, thường cái ám màu nào nó thể hiện rất rõ ở khu vực white, khu vực highlight, có nghĩa là khu vực ở phía bên tay phải á. Các bạn có thể thấy là ở đây nó ám màu đỏ màu vàng. Ok chưa? Ám màu đỏ màu vàng. Thiếu đó chúng ta giảm màu vàng đi. Để các bạn kéo làm sao á mà khi chúng ta kéo này, những cái màu bắt đầu nó sát lại với nhau ha. Màu trắng là gì? Màu trắng ở trong RGB, hệ màu RGB á, là tổng hợp của ba màu, là bốn màu vậy ha, là red, green, blue, red, green, blue, ba màu ha. Thì các bạn kéo làm sao á mà những cái màu này nó gần gần sát vào nhau, chứ không có cái nào lấn ra ở phía ngoài, không có cái nào lấn sang bên phải. Ok chưa? Thì có thể thấy là khi mình kéo xuống này ha, mình kéo xuống đó, thì mình cảm thấy ở cái hình này trừ 30 là ok. Thì các bạn thấy là cái hình của ta nó trở nên trắng trẻo rất là ok rồi. Ok chưa? Cách này nhanh hơn, và có một, nhưng mà đó thì đó là hai cách ha. Cách thứ hai thì mình nghĩ là ok hơn. Đây là kết quả cách 1 và đây kết quả cách số 2 ha. Cả hai cách này, đây là gốc này, đây là cách 1 và đây là cách 2. Cách 1 thì có thể nó không hiệu quả bằng cách 2, nhưng mà cách 1 thì chúng ta có thể chỉnh nhiều hơn chút xíu nữa thì nó cũng sẽ ổn hơn. Tuy nhiên là đối với mình nha, mình giới thiệu cho các bạn hai cách này, thì cách thứ nhất á, là chúng ta hiểu được cái bản chất, và có thể là các bạn có thể sử dụng cái kỹ năng đó cho nhiều cái trường hợp khác mà đột nhiên các bạn cảm thấy có thể sử dụng tới chẳng hạn vậy. Còn cách thứ hai là cách mình khuyên dùng. Nếu như các bạn vào sử dụng CS6 chẳng hạn vậy, thì ở trong filter này nó sẽ không có camera raw. Thì các bạn làm giúp mình là các bạn coi lại clip á, là cách sử dụng Photoshop làm sao thật đơn giản. Mình để ngay cái ghim ở phía trên đầu mình này đó ha. Nó có đó, thì cách sử dụng Photoshop đơn giản thì mình có hướng dẫn các bạn cách bật cái đâu rồi, cái camera raw lên với hình JPEG. Ok ha, thì đó là hai cách để chúng ta khử cái ám màu. Tất nhiên là hai cách này nó hỗ trợ cho các bạn khoảng cỡ 80% những cái trường hợp các bạn hay gặp. Còn những cái trường hợp mà nó ám màu cực kỳ nặng, giống như kiểu là nhiều người đi chụp đám cưới đó, xong rồi các bạn hay xài những cái cô dâu chú rể hay sử dụng những cái phông bạt mà nó có màu, chẳng hạn màu đỏ màu tím chẳng hạn vậy, nguyên cái phông bạt lớn phía trên á, thì ánh sáng nó xuống nó ám vào người nó cực kỳ xấu, và lúc đó những cái người chụp hình nó sẽ gặp cực kỳ khổ sở. Cái vấn đề là làm sao chụp nhìn cho nó không có bị ém cái màu ở trên nó tạt xuống màu xanh, mấy cái bạt xanh mấy cái bạt đỏ gặp nhiều lắm đó. Thì lúc đó nếu như chúng ta là người chụp thì các bạn nên cố gắng sử dụng cái flash có gel đảo ngược màu ở trên, ví dụ như là trên màu xanh thì các bạn sử dụng gel màu vàng ha. Đó thì để chúng ta cân bằng cái màu lại và nó sẽ không bị ám màu nhiều quá. Còn trường hợp nào á mà nó khó quá mà máy của chúng ta, ví dụ chụp raw không nó làm gì, dễ chỉnh lắm, nhưng mà nếu mà chụp JPEG á thì mà bị ám màu nhiều quá như vậy á, mình gặp cái trường hợp mình không thể nào xử lý được á, thôi vô xóa hình đi cho nhanh nha. Đỡ tốn thời gian. Còn không á thì các bạn có thể gửi giúp mình những cái như vậy thì mình có thể hỗ trợ các bạn về những cái phần tinh chỉnh nhiều hơn, về vấn đề ám màu nó cực kỳ phức tạp kiểu như thế. Nhưng mà ít rất ít khi gặp, và gặp thường thường như mình thì mình xử lý ngay cái lúc mình chụp luôn thì nó sẽ ổn hơn. Ok, thì đó là những cái cách để chúng ta khử cái ám màu
Cái bước là rất đơn giản, nhưng mà mình có thể mình nói nhiều chút xíu thì hy vọng các bạn cũng tiếp thu được phần nào đó. Ok ha. Nếu như các bạn nào quan tâm và thích cái video này, đừng quên like, subscribe và comment cho mình biết là ở video sau các bạn muốn mình làm về vấn đề gì nha. Mình là Nguyễn Hoàng Phúc, đến với Frozen.com. Bye bye.